Cho các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế vẽ một trái tim đơn lạc mà xung quanh trái tim của mình nó sẽ được trang trí thành những ngôi sao, hoặc là mình vẽ một vòng tròn trên một trái tim. Rồi, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về một công cụ mới của Illustrator, đó là công cụ Blend. Thì đầu tiên để vẽ được những cái hình như vậy thì bạn sẽ vẽ cho mình ngôi sao trước nhé. Thì Shift A để bạn vẽ ngôi sao đẹp hơn. Ở bên ngoài đây các bạn muốn nó đẹp hơn, các bạn sẽ trang trí màu Radiant cho mình, các bạn click Radiant nhé. Ở đây mình sẽ chọn là Radial. Radiant là dạng màu xuất phát từ trong ra, thì mình sẽ có màu phía trong và màu phía ngoài. Mình sẽ chọn đối tượng này, mình sẽ Shift nó. Rồi mình sẽ có hình như vậy. Ngoài ra các bạn có thể thích thì các bạn sẽ chọn những màu khác nhau để cho nó phù hợp và đẹp hơn. Rồi khi hoàn thành xong một ngôi sao mình sẽ copy nó ra. Rồi vậy là mình có hai ngôi sao như vậy đó. Bây giờ mình sẽ quét cái hai ngôi sao này. Mình chọn vào Object, và lên Mask. Rồi vậy là mình có một chuỗi ngôi sao như này. Bây giờ để cho ngôi sao của mình hiện tại nó hơi ít, để cho nhiều hơn mình sẽ vào Object và lên mình gọi Blend Option nhé. Còn cái Really là click vào, nếu bạn click vào thì ngôi sao nó trở thành hình dạng ban đầu, tức là trước khi chưa Blend nhé. Rồi, trong Blend Option thì mình sẽ có là Smooth Color, rồi độ mịn của màu sắc. Rồi, Brand Shift, đây là số lượng của cái ngôi sao và Distance, khoảng cách giữa các ngôi sao là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ chọn số lượng nhé. Ở đây mình đang có 8 nhé. Bây giờ mình sẽ tắt Review để mình kiểm tra cái phần số lượng. Bây giờ mình chọn 1 nhé. Thì các bạn thấy có phải ở đây được 1 không? Nếu mà mình chọn 3 thì giữa hai ngôi sao nó có thêm 3 ngôi sao nữa. Phải các bạn hiểu cái công dụng của Blend không ạ? Rồi, ở đây thì mình sẽ cho ví dụ như là 30. Thì ok, vậy là 2 ngôi sao. Giữa 2 ngôi sao mình có thêm 30 nữa. 30 ngôi sao nữa. Bây giờ mình chỉ cần mình vẽ một cái hình trái tim đó, thì mình sẽ vẽ hình tròn. Mình sẽ sử dụng công cụ bóp nhọn, hình tròn thôi. Lít vào điểm đầu, điểm cuối này. Sau đó mình sử dụng mũi tên màu trắng, mình kéo cái này ngắn xuống. Rồi mình sử dụng bên cộng anh chọn coi này, anh chọn coi chui chiếu cộng và thêm hai điểm như thế này, hai điểm dưới, và sử dụng cái tên trắng là direct selection tool, các bạn kéo nó lên. À, để cho trái tim của mình tròn trịa ra nhé, bạn này kéo lên để cho cặp kiểu lên nhé, làm được một trái tim rồi. À, nếu bạn nhớ thoát ra bằng selection tool. Và sau khi hoàn thành trái tim, các bạn muốn để cho cái chuỗi này, chuỗi Blend chạy theo vòng trái tim, thì các bạn chọn với cái hai đối tượng này giúp mình nhé. Cái chuỗi Blend ngôi sao và trái tim, các bạn gọi Object Blend. Các bạn chọn Relay File, thì các bạn thấy có phải trái tim nó được lắp đầy bằng ngôi sao. Nhưng mà ở phần này các bạn nhớ nó sẽ đang bị dư rồi nhé. Thì các bạn muốn cho nó chạy đồng đều một chút, các bạn sẽ vào trong đây. Các bạn vào trong sử dụng eraser này để tẩy này. Trong đây có cái kéo và cắt cái đoạn dương này thì tự động nó sẽ giãn đường cho mình nhé. Rồi, còn một số điểm ở đây do nó đang trùng với cái phần gấp khúc, đúng không ạ? Thì nó hơi bị trùng một chút xíu thôi. Thì để cho cái phần này không bị trùng, các bạn tiếp tục có object blend expand phân rã. Rồi, sau đó các bạn có thể sử dụng mũi tên trắng, các bạn có thể điền một và điều chỉnh những khoảng cách mà cho mình, hay là bạn có thể xóa đi luôn cũng được nhé, xóa đối tượng đi luôn cũng được này. Và là mình đã hoàn thành được trái tim ngôi sao. Ngoài ra các bạn có thể là làm tương tự đối với những hình còn lại. Cảm ơn các bạn qua một video, hẹn các bạn ở những video này.